Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của em Dũng Hàn. Thì hôm nay cửa hàng vừa về một lô 7 con máy hàng lưu kho năm 2004 của bên siêu thị điện máy. Thì lên cái video clip quay bán cho các bác nào đang có nhu cầu sử dụng cái máy ổn áp 1 kVA này. Đây là máy. Máy có đi áp giải đầu vào từ 150V đến 250V, đi áp đầu ra 100V, 110V và 220V, công suất là 1000 VA, 800W. Máy mới nguyên hộp luôn. Hàng lưu kho 2004. Một cái máy có tất cả các loại giấy tờ ngày xưa công ty họ giới thiệu đi kèm trên một con máy. Máy có cầu chì bảo vệ này, công tắc này. Máy mới nguyên tất cả, nguyên xi. Cái này lưu kho của bên máy tính họ ấy, mua cho họ còn lưu kho bên thành lý nốt ra, chưa qua sử dụng. Giá bán là 850.000 một cái nhé. Hàng mới nguyên hộp, bảo hành cửa hàng 12 tháng cho các bác. Một cái máy ngày xưa mà Liwa họ cho quá nhiều giấy tờ rơi vào phát triển để quảng cáo. Catalog giới thiệu sản phẩm máy ổn áp điện lực này. Đây là giấy khai sinh của con máy này đây. Hai nghìn lẻ tư, nguyên giấy tờ hồ sơ. Đấy, đây là ổ cắm này. Catalog giới thiệu ổn áp ba pha này, giới thiệu trạm biến áp hợp bộ này. Đây là biến áp một pha hiệu suất cao này, biến áp điện lực này. Đấy, một cái máy nó có bao nhiêu tờ rơi bên trong. Đấy, lên cái video quay cho các bác xem máy thì nguyên hộp tất cả. Bác nào lấy liên hệ cho em nhé. Có 7 con, dùng cho dàn âm thanh mini thoải mái. Máy 2004. Đây, 2004 cái hạn của cửa hàng máy tính điện máy họ vẫn còn dính lên này. Quay đoạn video lên cái kênh cho các bác xem. Bác nào muốn lấy liên hệ cho em nhé. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác.